Hai mọi người, mình là Tâm B. Hôm nay mình tham gia lễ hội Cái Cảnh và Thú Cưng năm 2024 được tổ chức ở nhà văn hóa thanh niên quận Nhất ở địa chỉ số 4 Phạm Ngọc Thạch, quận Nhất. Trong này thì có đầy đủ các loại thú cưng và cá cảnh, bao gồm rắn, bò sát, kỳ nhông các loại, mèo, began và cá kiến. Fade to gray as you fade away.